Chào mừng các bạn đến với kênh Tám Tiger. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Hôm nay mình sẽ làm video nói về cài đặt quảng cáo cho video để tối đa thu nhập của kênh YouTube. Trên kênh YouTube có một cái danh sách bác học kiếm tiền với YouTube. Đây là danh sách học kiếm tiền với YouTube. Mình sẽ thêm video cài đặt quảng cáo cho video để tối đa thu nhập cho kênh YouTube. Video của bạn có thời gian dưới 10 phút là nó sẽ không cài đặt quảng cáo theo ý của mình muốn. Ví dụ như cái này, video này 4 phút 35 giây. Khi mà bấm vào thông tin và cài đặt video, bấm vào một kiếm tiền thì các mặc định quảng cáo của YouTube là bạn sẽ không thay đổi được. Nhưng mà video mà trên 10 phút thì bạn có thể thay đổi được cài đặt quảng cáo theo thời gian mà mình muốn. Chẳng hạn như video này 13 phút 59 giây, như vậy là đã trên 10 phút rồi. Bạn bấm vào chuột mục kiếm tiền là kiếm tiền từ quảng cáo. Khi đó bạn sẽ có chức năng cài đặt quảng cáo trong thời gian mà mình muốn. Khi mà cài đặt thời gian như là 2 phút 09 nè, 4 phút 30. Thật ra mình không phải cài đặt chính xác cái thời gian, nhưng mà trong cái trình quản lý của YouTube đó, mình có thể kéo qua kéo lại, mình có thể chèn quảng cáo vô ngay chỗ mà mình kéo. Đây là một ví dụ, mình chèn quảng cáo vô đây là nó sẽ hiển thị lên ngay đây mà mình kéo. Ví dụ mình kéo qua đây thì mình chèn quảng cáo vô ngay chỗ 3 phút 19 giây. Như vậy khi mà bạn vào trình quản lý của YouTube, cài đặt trình quản lý video thì kéo qua kéo lại có cái mục chèn quảng cáo, mình sẽ chèn quảng cáo ngay chỗ mà mình kéo thanh trượt này. Như vậy là đã hiển thị quảng cáo trên video. Đây là cách mà mình cài đặt cho video nào trên 10 phút thì mình mới có chức năng để cài đặt quảng cáo đúng thời điểm. Còn quảng cáo nào, video nào mà dưới 10 phút á thì YouTube đã mặc định như vậy rồi, cho nên mình sẽ không thay đổi được. Đây là hướng dẫn cài đặt quảng cáo cho video để tối đa thu nhập cho kênh YouTube. Mình sẽ thêm video nào này vào danh sách học kiếm tiền YouTube. Bạn nào có nhu cầu có thể vào danh sách học kiếm tiền YouTube trên kênh của mình, sẽ biết cách cài đặt quảng cáo trên video để tối đa thu nhập cho kênh.
khi mà bạn cài đặt xong thì bạn sẽ bấm vào luôn thay đổi. Như vậy là quảng cáo đã hiển thị trên video. Nó sẽ không hiển thị liền, sau 24 giờ thì nó sẽ hiển thị. Đây là các quảng cáo trên video có thời gian trên 10 phút. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ bấm subscribe để đăng ký kênh của mình để liên hệ cách nhanh nhất trên kênh YouTube 8 Tiger. Bạn chỉ cần vào công cụ tìm kiếm bấm chữ 8 Tiger là đã tìm thấy được cái kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.